Leap Moto C10 2024, mẫu SUV điện đầy thú vị mà bạn sẽ tiếc nếu bỏ qua, giá chỉ ngang Hyundai Ioniq đang bán tại Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, thị trường Trung Quốc lại đón nhận thêm một tân binh mới trong phân khúc xe SUV điện, cái tên mà chúng tôi muốn nhắc đến là Leap Moto C10 2024. Tân binh trong dòng xe SUV điện Leap Moto C10 đã chính thức ra mắt với tổng cộng 7 mẫu, hai bản chính đó là R EV xe điện mở rộng phạm vi và bếp xe điện chạy pin. SUV điện LipMoto Moto C10 có mức giá giao động từ 128.800 nhân dân tệ đến 168.800 nhân dân tệ, 421 triệu đồng cho đến 551 triệu đồng. Được biết LipMoto Moto C10 là mẫu xe điện đầu tiên dựa trên kiến trúc LEAP30 mới, được định vị là một chiếc SUV cỡ chung và có sẵn các phiên bản thuần điện và phạm vi mở rộng. LipMoto Moto C10 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của gia đình LipMoto, Moto mặt trước của phiên bản tầm xa và phiên bản thuần điện vẫn được giữ nguyên, có hình dáng khép kín. Hình dáng cụm đèn pha trông mềm mại và mượt mà hơn so với Lip C11, chiều rộng thị giác của phần đầu xe. Xét về kích thước, SUV điện Lip C10 có thân xe bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4739 trên 1900 trên 1680 mm, chiều dài cơ sở là 2825 mm. Về hệ thống treo khung gầm, Xe mới sử dụng hệ thống treo độc lập đa liên kết phía trước MacPherson và phía sau. SUV điện tô C10 có nội thất áp dụng phong cách thiết kế mới, nhìn tổng thể đơn giản hơn, màn hình hành khách trên C11 đã bị loại bỏ, chỉ giữ lại bằng đồng hồ LCD và màn hình điều khiển trung tâm kích thước lớn, mang đến nhiều trải nghiệm hơn. Ngày nay, hầu hết mọi người đều có điện thoại di động màn hình lớn và tỷ lệ sử dụng màn hình hành khách quả thực không cao. Nội thất của xe sử dụng nhiều đường ngang để mở rộng hiệu ứng thị giác đồng thời áp dụng thiết kế cửa gió điều hòa ẩn. Lip Moto C10 bản cấp thấp được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155, còn model cao cấp được trang bị chip 8295. Ngoài ra, tùy thuộc vào cấu hình mẫu xe, cửa sổ trời toàn cảnh, kính riêng từ phía sau, cũng sẽ được cung cấp. Đi sâu vào khoang lái, ta sẽ thấy nội thất bố trí hình chữ T, có hai màu, cam và tím, nổi bật với bảng đồng hồ 10,25 in và màn hình điều khiển trung tâm 14,6 in. Hệ điều hành của xe đến từ hệ điều hành Leap Moto, được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295. Hơn nữa, ghế trước có thể gập phẳng tới 180 độ, biến thành ghế sofa cỡ lớn với chiều dài gần 1,8 mét. Khi gập cả hàng ghế trước và sau xuống, nó có thể tạo thành một chiếc giường dài hơn 2,7 mét. Cốp xe có thể chứa cùng lúc 7 chiếc vali 20 in và có thể mở rộng lên 835 lít, sau khi gập hàng ghế sau xuống để chứa tối đa 15 chiếc vali 20 in. Về cấu hình lái xe thông minh, chiếc xe mới sẽ cung cấp lidar 128 luồng, radar sóng 5 mm, 12 camera và 12 radar siêu âm, được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Leap Motopilot. Chưa hết, xe còn có và nền tảng siêu máy tính Nvidia Drive Orin X và có cảnh báo trạch làn đường, LDV kép, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, RCTA, hành trình thích ứng tốc độ tối đa, ACC, hệ thống hành trình vào cua thích ứng, ATC, hỗ trợ phi công thông minh tốc độ cao nắp đỗ xe tự động APA hệ thống và các chức năng khác. Về sức mạnh, Lipo Moto C10 sẽ cung cấp phạm vi hoạt động rộng hơn và năng lượng điện thuần túy. Phiên bản thuần điện sử dụng một động cơ dẫn động cầu sau với công suất tối đa 231 mã lực, thời gian tăng tốc 0 đến 100 km là 7,29 giây và được trang bị hệ thống phanh tự động. Bộ pin 699 kWh, phạm vi di chuyển tối đa của CLTC là 530 km. Hệ thống sức mạnh của phiên bản tầm xa gồm có động cơ xăng motor 4 xi lanh hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, có công suất tối đa 95 mã lực, công suất motor là 231 mã lực, thời gian tăng tốc không đến 100 km là 7,68 giây, được trang bị pin 28,4 kWh và chạy điện thuần CLTC, quãng đường đi được là 210 km và phạm vi hành trình toàn diện là 1.190 km. Lưu ý vì là hệ dẫn động REV, nên động cơ xăng chỉ như máy phát điện. Leap Moto C10 được định vị là một chiếc SUV cỡ chung, đối thủ cạnh tranh gần nhất với nó về giá cả, cũng như là sức mạnh chỉ có trang an Deep Blue S7. Cả hai đều có phiên bản thuần điện và phạm vi mở rộng được giao bán. Cũng tung ra phiên bản ON phạm vi mở rộng, giá sẽ giảm thêm, điều này sẽ gây một số áp lực lên Leap Moto C10. Trong lĩnh vực điện thuần túy, BID Song L và Cherry EQ7 cạnh tranh ở cùng tầm giá. Ưu điểm của Leap Moto C10 nằm ở nền tảng điện hoàn toàn mới và hệ thống lái thông minh với khả năng tính toán mạnh mẽ sẽ giúp hãng có được chỗ đứng trong thị trường SUV đang cạnh tranh khốc liệt. Leap Moto C10 là mẫu xe dựa trên kiến trúc LEAP30 mới của Leap Moto và thiết kế tổng thể của nó về mọi mặt đều mới lạ hơn so với C11. Nó được trang bị hàng loạt công nghệ mới, trong đó có công nghệ tích hợp pin khung CTC20, sẽ hỗ trợ sạc siêu tốc 800V trong tương lai. Đồng thời được trang bị nền tảng siêu máy tính NVIDIA Drive Orin X tiên tiến hơn, kiến trúc điện tiên tiến hơn và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, khả năng lái thông minh là điểm nhấn của xe sẽ nâng cao hơn nữa, khả năng cạnh tranh trên thị trường của Leapmotor C10. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.